lên chị bút bài nhé. Bút bài như thế nào, có luật không? Luật chơi cũng đơn giản thôi, em bóc được lá nào em sẽ đọc cái thông tin của lá đó lên. Và nếu mà em bóc thì em sẽ thực hiện, nếu như nó không yêu cầu anh thực hiện thì em thực hiện, hiểu không? Ok ok, em bóc trước nha. Ok, là hôn lên tay của đối phương. Thôi từ đời này nó nói bao nhiêu phút nhỉ, không nói phút đúng không? Chỉ là hôn một cái lên tay thôi đúng không? Ok, là tự động luôn hả, đưa luôn hả? Bây giờ tới lượt ai nè? Tới lượt em. Em á, có cần phải không, cái này mình tự lượt thôi. Chạm môi đối phương. Chạm thì cũng bình thường, vẫn chạm môi bình thường mà vẫn hôn nhau bình thường nên khoan nha, để anh đọc lại cho. Chạm môi đối phương 3 lần. Sao lại tiếp 3 lần vậy? Từ giờ anh chưa chuẩn bị mà. Ok, là chân thành hơn một miếng được không? Rất chân thành rồi, vô cùng chân thành luôn. Cho là hai lá, mình sẽ gấp 10 thân, mình gấp 10 lá, nghĩa là 5 thân mỗi đứa ha. Ok, thế anh hả? Em muốn hết rồi hả? Đúng, cũng chưa hết. Dạ. Ok, tiếp tục. Em là một con thỏ. Ok, easy. Hôn lên trán của đối phương. Bên đó em thêm má nè. Dễ quá. Dễ quá hả? Ok, step. Ai nào? Tới em. Ai nào? Tới bụng. Tới em. Tới bụng cung hả? Được rồi, hoàn thử lúc đi. Ra. Easy quá. Không có cái gì khó hơn à. Chữ đây là 1 bài 18 cộng rồi đó. Đây để mình đọc cho mọi người nghe nha. Thơm má của đối phương. Em đã đánh má hồng cho anh. Kệ anh thích má hồng. Ok, tiếp tục nha, nãy giờ được mấy lá rồi. Ok, uống hết cái này đi rồi chơi. Yeah. Thật ra thì tới được anh. Ờ. Mình đã mất được 4 lá rồi. Uống cô la gen mất trí nhớ luôn. Tới lượt em, đúng không? Phải đúng rồi, tới lượt em. Rồi lại đi. Bây giờ là tới lượt em. Yes. Lanh lắm, tới lượt em là nhanh lắm. Để đối phương ngửi mùi tóc và đoán dầu gội đầu của bạn. Nhà có xương xương 5 chai dầu gội thôi. Đoán đi. Em gợi ý được không? Ok, ngửi trước nha. Nhà có xương xương 5 chai thôi. Ngủ chưa?
bây giờ làm sao, bây giờ nó cho nên nó mùi khác, cho nên nó mùi khác. Lẹ lên. Ok, anh đoán nha. 2. Cái chai mà vuông vuông một màu cam của Hàn Quốc. Sai. Sai rồi. Rồi, không cần sai rồi, không nói nhiều. Sai rồi. Sai rồi thì phải làm theo yêu cầu của người của em đúng không? Một yêu cầu của em đó chính là cái gì? Hôm nay em có một yêu cầu dành cho Tú là tối nay ngủ không được mặc đồ. Ok nhá. Ok. Ok. Quá easy. Quá easy. Quá easy. Dễ quá mà. Đoán sai thì tối nay ngủ không được mặc đồ. Còn em sao? Em vẫn mặc đồ á? Đúng rồi. Oh. Biết tên bạn ở đâu đó trên người đối phương. Ở đâu nhỉ? Đây, ở đây là mọi người thấy nhiều nhất. Sao không xăm luôn đi. Xăm luôn đi cho lẹ. Rồi có được chùi không? Không được chùi. Cho đến khi nó tự tan đi. Tự biến mất chứ tan đi kiểu gì? Very nice. Very nice. Ok là tới em. Xích hoa xíu anh. Love, 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 love. Damn. Tìm lúc. Love, 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 love. Trời ơi, ôm nhau trong vòng 30 giây. Ok. 30 giây lận á, lâu vậy. Một. Hai. Đủ 30 giây chưa? Tay anh rút nè. Mong là một lá bài nào đó. Ôi. À, thấy là sắp làm theo yêu cầu của tôi rồi đó. Đoán màu sao? Màu sang môi của bạn. Đoán đi. Màu này là màu chúng ta sẽ có những option lựa chọn giống như là dạ. Hồng, đỏ cam, đỏ nâu, đỏ tím, đỏ rất là nhiều màu đỏ liên quan tới cái môi, có thể là đỏ mặn, đỏ đất, đỏ bla bla bla. Nhưng cái này là màu hồng, hồng pastel. Sai. Sai. Đây không phải là màu hồng pastel gì đó. Màu hồng. Bạn đã đoán sai nên thành bạn phải làm theo yêu cầu phải của mình. Phải được 3 lần chứ. Tối nay phải 3 lần. Không, nó chỉ nói là đoán màu son môi của tôi thôi. Bạn đã đoán sai rồi. Màu này là màu đỏ. Gì? No. No, không công nhận. Nó là màu đỏ. Không công nhận, không công nhận. Chính xác là màu đỏ. Đỏ gì? Nó là màu đỏ. Không, bạn không. Chỉ cần bạn nói nó là màu đỏ thôi. Vì nó thật sự không có một tí màu hồng nào ở đây cả. Nó là màu đỏ. Nó là màu đỏ. Nếu như mà không ra không tìm được điểm chung thì thôi. No. Coi như câu này bỏ qua. Phải. Rồi, câu tiếp của em. Không. Phải làm theo yêu cầu của người thắng. Nhưng cái này là màu hồng thật mà. No, nó là màu đỏ. Bạn phải làm theo yêu cầu của mình. Giờ sao? Nó là màu đỏ. Okay. Giờ sao? Ok, màu đỏ. Yêu cầu gì? Yêu cầu của mình tối nay đó chính là tối nay bạn không được phép chơi game trước khi đi ngủ. Ok. Bạn không được đụng vào điện thoại đó.
Không được chơi game. Chết là easy. Ok. Dễ quá. Đó được em đó. Gặp em mà đi đoán màu sau của anh là em đoán đúng con màu thôi đó. Màu gì? Là không màu. Có bao giờ mắc cúp đâu. Không bao giờ mắc cúp. You. Thế em hả? Nếu được xăm một hình, bạn sẽ xăm hình gì và xăm ở đâu? Xăm hình gì ở đâu? Thật sự thì trên người tôi có rất là nhiều hình xăm nên thành... Bây giờ nếu như bà bảo là nếu được xăm một hình thì... Tôi sẽ xăm một hình ở chỗ ngực chạy như thế này. Hình hoa văn á. Hoa văn... Yeah. Thật là sexy. Thật là sexy. Ừ, đó. Câu trả lời của em đó là một hình xăm ở ngực chạy. Thật là đẹp. Ủa, nói là vậy thôi có xăm đâu.